Diễm My ơi, đi đâu rồi? Thôi lại đi đâu mất rồi. Diễm My ơi, đi tắm nào. Như là đang ở ngoài cửa hay sao đây? Ừ đúng rồi, đang ngoài cửa à. Diễm My ơi, làm gì ở đây đây? À, ngắm cảnh á. Mà con có biết là con đang phải kiêng gió kiêng nước không? Đi vào đi. Con đang mở tô. Mà bây giờ tối rồi đây này. Tối rồi. Mà bây giờ đang phải kiêng gió kiêng nước đấy. Đi vào. Đi. Đi vào nào. Đi vào nào. Nghe nào. Có phải là con ở trong nhà mãi con chán đúng không? Ừ. Thì khi nào khỏi thì mẹ cho ra ngoài chơi. Đi. Đi 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 vào nhà không gió nhá. Đi vào nhà đi. Đó, tối này. Đi, đi vào đây nào. Có không thì gió thì bắt đầu lại bị lên lại đấy. Mẹ đóng cái cửa lại nha. Ngồi lên ghế đi để tí nữa ăn cơm nữa. Rồi trong nhà thì không cần phải mặc áo nữa đâu. Mặc thông thoáng là được cơ mà, cởi cái áo ra đấy. Rồi, cởi áo ra. Ở nhà mãi rồi chán thì muốn ra ngoài chơi đây mà. Ra ngoài cho thoáng. Rồi. Ừ, con đi lại ghế. À đây, để từ từ mẹ lấy ghế này ngồi. Bỏ áo lên ghế đi. Bé ơi, bỏ áo lên ghế sofa đi. Rồi. Ngồi đây nha. Này, bỏ ghế ở đây ngồi. Đó, ngồi lên ghế. Ngồi đợi một tí rồi cơm được rồi mẹ lấy cơm con ăn nhá. Này con giơ cái tay lên mẹ xem nào. Ừ tay khỏi rồi. Xem nào. Tay bên nữa nào, tay bên nào. Lặn hết rồi. Nhờ. Đấy. Khỏi rồi. Con đi ăn không? À có à. Có chuối đấy, để mẹ đi lấy nhá. Ờ thế mẹ à, mẹ để ở dưới cầm bếp ạ. Ở dưới bàn bếp đây. Có biết mà lấy không đây? Rồi. Ôi dồi ôi. Có nặng không? Đi. Từ từ mang lại ghế rồi ngồi bóc ăn. Đi đi. Đi lại ghế gì đó. Đi từ từ thôi không hả? Rồi đấy, hôm nay Diễm My khỏe nhiều rồi nhỉ. Chứ mai có muốn đi học không? Có. Có. Nhưng mà mẹ với bố đang bảo là cho nghỉ thêm mấy hôm nữa cho khỏe rồi mới đi học. Có được không? Được. Được hả? Tí đến tí nữa mẹ cho con xem cái ở lớp cô giáo gửi đây. À, cái cô giáo gửi mà con đang tô màu đấy. Ơ, à, con phải để cái vỏ lại cầm cho đỡ bẩn tay chứ. Cầm cái gì? Rồi con ăn đi. Nó không bẩn tay nha mẹ. Ừ, con cắn đi. Ngon không? Ngon hả? Ừ. Ừ. Con ăn xong rồi mẹ sẽ bật cho con xem nha. Cô giáo gửi cái video mà con với các bạn tô màu ở lớp ấy. Nhìn tô màu lắm. Ừ, mẹ nhìn mẹ buồn cười lắm. Con tô màu mẹ với bố này. Vẽ mẹ với bố. Mẹ, cái tóc của bố em, cái tóc của mẹ em đi. Cái tóc của bố giống mặt trời. À. Ông mặt trời. Ông mặt trời hả? Ừ. Mình có ông mặt trời. Ừ. Bà ông mới làm tóc hơn. Ừ. Đó, đúng rồi. Ăn đi nhỉ. Ngon quá. Mẹ cũng đang nấu. Ăn bố mẹ cũng nghe ngài. Ừ.
Đấy, sắp ăn hết quả chuối rồi, con bóc cái vỏ nó lên rồi ăn chuối đi. Ăn cho mau khỏi ốm mà còn đi học. Bạn bột gái, bạn bột trai. Đá bơ. Bạn bơ, bạn nào nữa? Đá bơ, táo nữa. Táo nữa. Đá bơ nữa. Ừ, đi học vui đúng không nhỉ? Ở nhà buồn lắm. Đá bơ ở lớp. Đúng rồi. Đi học với các bạn vui chứ ở nhà buồn lắm. Bạn con nữa, bạn vũ của con, bạn vũ của chị. À, thế là lớp con có bạn vũ, lớp chị Quỳnh cũng có bạn vũ đúng không? Con bóc cái vỏ đi hả? Con bóc cái vỏ chuối đi mà ăn. Ăn xong rồi cái vỏ là phải bỏ thùng rác nha. Thùng rác có rồi. Ờ, nếu mà nó đầy quá thì con mang về cái chỗ thùng rác, chỗ lối nhà vệ sinh đây. Bỏ vào đây cho nó gọn. Cây lớn lắm, nhà chúng ta ở đây có, ở nhà cũng có, ừ. Ở dưới cũng có. Đúng rồi. Cái ở dưới cũng có. Ừ. Ôm có mấy hôm mà nhìn này, nhìn á. Ở dưới của con đã bảo cái chỗ cái rác to. Ừ, con ăn đi. Phải bóc cái vỏ ra chứ, kéo cái vỏ ra đi. Khéo chay vào ca bẩn này. Đấy, rồi bỏ ca lên bàn đây. Kéo cái vỏ này nữa này. Đấy, giỏi quá, ăn hết quả chuối, giỏi quá. Người thì lặn hết nút rồi. Ừ. Ừ. Nó lặn hết rồi nhưng mà bây giờ phải chịu khó ăn vào cho nó mập lên đi, còi lắm thôi. Tóc kìa. Ngon không? Ừ. Ăn xong rồi mẹ sẽ cho xem cái mà cô giáo gửi nha. Và con tô màu nha. Ừ. Không phải ảnh tô màu ở lớp. Ảnh tô màu ở lớp bố mẹ. Ừ. Ăn hết chưa? Mặc như thế này cho thoáng này cho thì nó mới bị nó mới lặn được này. Ừ. Còn là không, con là vẫn đang còn kiêng không được đi ra ngoài đâu. Không được ra ngoài gió này. Không, không được tắm nước lạnh nữa này. Mẹ chỉ tắm nước lá cho con thôi. Xong rồi hả? Đây nở ra cái vỏ đây này. Không rồi. Ừ, cầm bỏ thùng rác đi. Đi. Ừ. Mẹ sợ cái thùng ở đây nó bị đầy rồi á. Nó bị đầy rồi á. Rồi. Ừ, rồi đi lại ghế ngồi đi rồi mẹ bật cho con xem nha. Rồi con ngồi xuống con đợi mẹ một tí nha. Đây, bài này là cô giáo gửi này. Mẹ này. Con lấy tay ra mẹ xem nào. Đấy, con đang tô màu đấy. Đây là mẹ, đây là bố. Mẹ. Bố. À, đây là mẹ hả? Đây là mẹ ở cái này. À, còn đây. Này. À, từ từ. Để yên xem nha, đừng có động vào máy này nha. Con kia lại khoe với bạn. Ừ, con đang mang lại khoe với các bạn à. Từ từ, từ từ. Bạn nghe với kẹ. Ừ, từ từ, con đừng có bấm vào. Bạn nghe dùng với kẹ. Đấy, con đang giơ ảnh cho nó đấy. À, con đang nghe với bạn này nè. À, con đang mang đi khoe với ảnh à. Đấy. Ừ.
cười tươi thế nhá. Đừng có ngẩng cao đầu lên không là bị cận mắt này. Con dự án kiểu gì nhỉ? Con làm mẫu với mẹ xem nào. À không, con bó ca ca xuống. Rồi con dơ như thế nào? À. Đợi rồi làm mẫu cho mẹ xem nhá. Con làm mẫu cho mẹ xem là cờ máy như thế nào. À, cờ mẫu dơ ảnh như vậy hả? Dơ lại xem. À. Đó, phải ăn uống vào cho nhanh khỏi để đi học nha. Vâng nào. Vâng.